cho tất cả các em. Đố các em biết chị đang ở đâu. Chính xác, đây chính là Đà Lạt. Nhưng mà vừa lên đến đây thì chị cảm thấy rất là buồn luôn các em ạ. Trời mưa từ sáng đến giờ vẫn chưa dứt. Nhưng mà do ăn ở nên là cái anh lễ tân ở cái khách sạn này nói với chị rằng có một cái địa điểm mà ở trong nhà rất là phù hợp với chị luôn để chị có thể đến tham quan. Đó chính là Crazy House. Nghe đến đoạn này là thấy không có phù hợp lắm luôn. Crazy House là nhà thương điên đúng không? Thì anh ấy bảo không phải, đấy là một cái khu tham quan thôi. Nó có tên gọi khác là biệt thự Hàng Nga. Thôi thì cứ đến đấy đi để biết là tại sao nó là phù hợp với chị và tại sao anh ấy đoán là chị sẽ thích nơi đấy. Nào bây giờ chúng ta cùng đi thôi. Get go. Thật ra lúc nãy thì chị không có ý định đi cái ngôi nhà khủng điên này đâu. Bởi vì chị nghĩ là người ta sẽ giữ chị lại đấy. Do là chị quá phù hợp với cái ngôi nhà. Nhưng mà sau đó thì cái địa điểm mà chị dự định lúc đầu không đến được, nên là chị mới quyết định đến nơi này. Nhìn chị lén la lén lút như thế này, nhưng mà không phải chị muốn ăn trộm xe đâu game à. Là chị sợ là chị vào nhà đấy thì người ta sẽ bắt chị mất. Trước tiên để vào trong đây thì chúng ta cần phải mua vé, và nghe nói là 60 ngàn một vé đấy. Ở trong đây nó sẽ giống bệnh viện tâm thần, nhưng mà không ngờ rằng nó lại đẹp đến như thế này luôn em à. Nó giống như kiểu là thế giới cổ tích vậy đó. Này đến giờ thì chị thấy người ta nhìn chị quá trời luôn á. Chị mà làm màu thêm chút xíu nữa thì người ta gửi chị đến Biên Hòa mất. Wow, đẹp quá đi thôi. Nghe nói rằng ở đây không chỉ có cái khu vui chơi này đâu, mà nó còn là khách sạn nữa thì phải. Thôi, chị đi lựa nữa thì liệu chị có bị lạc không ta? Chút xíu nữa chị không biết đường về thì sao ta? Người ta đã sơn cái này có màu nâu để cho nó giống gốc cây hơn nè. Rồi những cái này thì giống như kiểu là những cái rễ cây đó. Để làm được một cái công trình như thế này thì rất là kỳ công và tốn kém. Chỗ này không gian thì rất là rộng rãi, nhưng mà trời thì khá là mưa. Cái hôm này chị nghĩ rằng nó phải có độ tuổi là 100 năm tuổi rồi. Bởi vì nó rất là khô. Ghê chưa? Chị a thêm một phát nữa có người lên bắt chị luôn, tại chị khùng quá. Còn hết đường, hút đường rồi. Tự nhiên đến đoạn đi xuống thì chị ước ở đây xong luôn. Ở biệt thự Hàng Nga còn có một cái thác nước nữa này Kim. Kim xinh này. Đây, thác nước này chảy rất là mạnh luôn á. Em thấy chưa? Hơi bị ghê đó, nó chảy mạnh rất là mạnh. Trong đây là một cái hang động. Giống như kiểu là cái động nhện dành cho bà chúa nhện. Chị sẽ đi vào đây để tiêu diệt bà chúa nhện. Ủa, hình như là chị là chúa nhện mà ta. Xém đi nữa thì chị tự diệt mình rồi. Hình như chị là chúa nhện ở đây, tại vì ở đây đâu còn ai khác ngoài chị đâu. Đây, chị có thể sờ cái em cá nữa này em. Còn như còn có rất là nhiều những em cá khác nữa. Đây nè, đây nè, đây nè. Một con bạch tuộc khổng lồ nữa. Vậy là tối nay chị sẽ có bữa bạch tuộc nướng rồi. Nếu mà chị bắt được con bạch tuộc này mang về nhà nướng thì chị sẽ chiêu đãi 9 triệu thành viên kinh thương Nguyễn Anh ăn món bạch tuộc nướng ăn mãi không hết thì thôi. Thực sự ở đây còn rất là nhiều chỗ để khám phá luôn các em ạ. Bây giờ thì chị sẽ đi tham quan tiếp, nhưng mà sẽ không quay cho các em xem đâu. Bởi vì nếu quay hết thì lần sau các em đâu có đến đây đúng không nào. Lúc đó thì người tạo ra cái chỗ này sẽ cảm thấy rất là không thích chị. The next day. Chị Hương Nguyễn mến chào tất cả các em. Hôm nay thì chị sẽ thực hiện video 24 giờ ngồi không. Chán quá, lên Đà Lạt chẳng biết đi đâu chơi. Bởi vì trời mưa hoài. Ủa, có điện thoại của Tiểu Bảo Bảo. Alo, Tiểu Bảo Bảo hả? Đang trên Đà Lạt. Trời mưa lắm, không có đi đâu chơi được. Biến hình á. Anh sẽ cho em đến một nơi á. Là sao? Ok, hiểu rồi. Nghe lời Tiểu Bảo Bảo một lần, xem là có kết quả gì hay không. Hai. Ủa, chị đang ở đâu đây? Hả? Hoàng cổ tích. Không lẽ chị đã lạc vào xứ sở cổ tích? Vậy là bây giờ thành Thơ Nguyễn in Wonderland rồi sao? Wow. Yeah, tuyệt vời quá. Nấc thang tình yêu. Thôi, còn con đi con nôi mà yêu đương gì. Chắc đây là động đom đóm rồi. Bởi vì có một cái động rất to, bên trên còn có nhiều người canh giữ nữa chứ. Tuy nhiên,
sao bên trong lại tối om thế nhỉ? Như vậy giống là động quỷ hơn đom đóm, bởi vì đom đóm có đèn chiếu sáng mà, đúng không các em? Thôi thì không vô đâu, nhỡ ở đâu bị người ta bắt lại thì sao? À, không phải, động đom đóm đi hướng này. Wow, trong đây á có rất là nhiều những cái công trình của Đà Lạt này. Người ta mô phỏng vẽ lại những cái công trình nổi tiếng của Đà Lạt. Nếu như mà bạn nào chưa đi thăm hết Đà Lạt thì các em có thể vào trong đây và ngó là cũng biết được sơ qua về Đà Lạt rồi. Lúc đầu chị tưởng cái đường hầm này nó thấp lắm, chị phải chui vào, ấy thế mà nó còn cao hơn chị. Lâu lâu nó có gọi những cái lỗ này để thông khí nữa này. Có ai ở đây không? Không có ai hết, có một mình chị thôi. Thế giới này thuộc về chị luôn. Hết đường hầm rồi, đi ra. Em ơi, ở đây có nhiều con cá bống bé tí ti nè. Đó, chị sẽ gọi cá bống lên cho ăn nha. Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người. Ta là cám đây, lên ta sẽ bắt các người cho vào nồi. Ủa cái gì đấy ta? Một cây nấm mà giống như kiểu là một cái bút điện thoại vậy. Ở đây còn có cây nấm to hơn và có các chú lại canh gác cây nấm nữa. Chị ước gì chị có cái cây nấm này làm nhà quá. Lúc đó chị sẽ thực hiện 24 giờ sống trong thân nấm. Khi mà tới đây thì chúng ta còn được tham quan hầm rượu vang. Người lớn nói rượu vang rất ngon, nhưng mà chị thích uống sữa cun hơn. Wow, ở đây có nhiều cá koi thế. Trời ơi, tuyệt vời luôn. Chị rất là thích những em cá koi. Nhưng mà đừng có đớp cái tay của chị nhá. Trời ơi, mấy em cá koi này to, thực sự to. À, đã quá đi thôi. Mấy em vừa bơi lại chị kêu các em. Trời ơi, mấy em cá koi này rất là thân thiện luôn. Thấy chị ở đây là các em mới chạy lại gần. Nhưng mà rất tiếc không có đồ ăn cho các em mới ăn. Các em ấy tưởng chị đang cho đồ ăn nè. Wow. Ước gì chị có bể cá koi như thế này. Lúc đó chị sẽ trở thành bà hoàng cá koi thực sự. Lên đây chị cho vào nồi hết. À đùa thôi. Chị lại đùa thôi mấy em à. Đẹp như thế này thì làm sao mà cho vào nồi được, đúng không? Em cá koi này có em phải lên đến 2-3 ký luôn. Cái em kia rất là to. Trời ơi, đẹp cực kỳ luôn á. Và điều đặc biệt là cái em thích nổi ở trên mặt nước như thế này để người ta ngắm. Đúng là cá cảnh nó khác. Còn nếu như không phải cá cảnh là giống như kiểu mấy con cá chị nuôi á, nó cứ lặn ở phía dưới nước ấy. Ơ, nó đang bơi lại chị quá trời luôn này. Rồi còn có rất là nhiều hoa nữa. Nhưng mà có bông hoa đặc biệt, màu hồng to thù lù. Đó chính là chị nè. Ở đây còn có một cái nhà trên cây này các em. Cây này là cây khổng lồ luôn. To ơi là to. 10 người ôm còn không hết nữa. Nhưng mà có điều, làm thế nào để chúng ta có thể trèo lên cái nhà trên cây này đây nhỉ? Có thể phải nhờ có công chúa tóc mây thả bộ tóc xuống thì chúng ta mới có thể trèo lên được.